Rồi, xin chào tất cả các bạn, rất vui các bạn lại tới video tiếp theo. Trong video này mình sẽ nâng cấp Hurricane với lại MBB các bạn. Ở đây thì mình sẽ mua Hurricane trước và mình sẽ đập từ mấy thẻ đầu tiên xem như thế nào ha. Thì con này cũng khó nâng các bạn. Con này thì nó dư tầm 9 thẻ, 9 điểm trở lại thôi. Nó dư như test chỉ khoảng 9 điểm trở lại cho nên cũng khó mà đập được đẹp các bạn. Mình không biết có hên hay không để mình đập thử xem sao ha. Mình đập trước cái con này đi rồi mình sẽ mua cái con ABB sau. Đây, bây giờ mình tiến hành mình đập thử ha. Đây, mình đưa nó xuống đi. Ở đây mình sẽ đập, đây là con cũ các bạn, con bản cũ nè. Con bản cũ nó có 94 thôi, short. Thì con bản mới này nó cập nhập lại nó cho thêm hình như là 3 điểm nữa các bạn. Cho thêm 3 điểm nữa. Giờ short lên tới 95 luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đập thử nha. Mình đập thử 6 để test. Trời ơi, một thẻ các bạn. 2. Ừ, đã vô nè, 3 thẻ rồi đó. 4. Cái nữa coi. Nó vô là 97 các bạn. Nếu mình thì chốt phát cuối đập thẻ vàng thì chắc có lý á, nhưng mà đợi mình thử thêm thẻ nữa coi. Trời ơi. À, nó không vào. Trời ơi, rồi xong luôn. Cái nữa coi. Ừ, lên 98 rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ để này. Mình ra mình mua con MBB nha. Sẽ để đây đi. Mình mua MBB tiếp tục mình đập nha các bạn. Đây nè, mình thấy có MBB nè. Đó. Mình sẽ giờ mình đập luôn. MBB này như là cũng tăng chỉ số lên các bạn. Các bạn thấy nè, tăng lên short 2 điểm luôn. Các bạn thấy không? Mấy điểm khác nó cũng lên rồi nhưng mà short nó lên tới 2 điểm luôn. Rồi thế cái lần này mình đập thử xem có đẹp hay không ha. Lần trước mình đập thì nó rất work các bạn. Rồi các bạn nào đang xem video, nếu thích video mình thì tiết cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ nha. Cũng như là bạn nào có xem xong thì có ý kiến hay có cái gì hãy comment bên dưới cho mình để cho mình biết nha các bạn. Đây là con MBB, mình sẽ đập lại lần thứ hai nha. Rồi, bây giờ thì mình tiến hành mình sẽ nâng cấp. Đây cho các bạn xem lại chỉ số của hai con này. 94. Giờ con Hurricane thì mình đã nâng lên 98 rồi. Bây giờ mình sẽ đập con Hurricane trước nha. Ơi. Ừ, còn một con nữa các bạn, còn một con nữa mình chưa xóa. Ừ. Còn một con mình chưa xóa. Rồi, mình xóa xong thì giờ mình tiếp tục mình nâng lại nha. Bán nó đi. Chưa xóa là mất hết 2 điểm rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đập lại, mình cho nó full fit nha. Cho hai con này nó full fit trước đi. Rồi mình sẽ nâng test sau. Mình hy vọng là hai con sẽ có một con đẹp nhé các bạn. Thì mình đã dự trữ 15 cái thẻ màu xanh các bạn. Mình nâng lần hai con cho nó đỡ tốn thẻ. Chứ mình nâng thẻ xanh mà nâng một con nó cũng phí lắm các bạn. Mình hy vọng là con MBB lần này sẽ đẹp. Còn con Hurricane là 98, còn một mình hy vọng là phát cuối nó vào cái tắc như ý của mình nha. Không biết là có làm có vào đúng cái chỉ số đó hay không. Chúng ta cùng theo dõi ở phút cuối nha các bạn. Đây chỉ còn có mấy cái thẻ màu xanh nữa thôi, mình sẽ nâng cho nó full luôn. MBB sắp full rồi, MBB chỉ còn có 4 điểm nữa thôi.
Còn Hurricane thì vẫn còn một dòng 89 các bạn. Rồi Hurricane đã lên nha. Chính ngay dòng 90 mấy hết rồi. Rồi, vậy là M3B đã full fit rồi các bạn. Bây giờ còn lại Hurricane. Mình sẽ không đẹp thẻ xanh nữa mà mình dứt thẻ trắng nha. Mình dứt thẻ trắng cho nó full luôn đi. Chỉ còn vài thẻ nữa thôi, không biết là có đủ điểm hay không. Chúng ta cùng theo dõi ở những giây phút cuối cùng nha các bạn. Nâng nó lên 6 thẻ mà lên 98 quá ngon, mà đập không vô nữa là thôi luôn nha. Là không biết nói sao luôn các bạn. Rồi, giây phút hồi hộp cũng sắp bắt đầu các bạn. Chỉ còn một thẻ cuối cùng nữa thôi. Trời ơi, số điểm còn lại chỉ còn một ní nị nữa là nó full rồi các bạn. Các bạn thấy không? Một ní nị nữa nó full rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và cho bạn xem lại cả hai con nha. Đây, cả hai con lần này sẽ như thế nào. Và bây giờ mình quyết định mình đập cho nó vào con Ken trước. Dứt thẻ xanh. Trời ơi, có buồn nào buồn hơn không các bạn? Bó tay thiệt chứ. Vậy thì biết tính sao giờ. Rồi, vậy là cái hành động vừa rồi cũng nhờ thay cho lời mình muốn nói các bạn. Tức không thể nào tả được. Máy móc nó đập sành trịch xẻ hết luôn. Rồi, bây giờ chỉ còn lại con MBB. Mình hy vọng MBB sẽ được đẹp nha. Dứt. Lên 98 luôn. Thôi đất ơi. 99. Trời ơi, nó lên 99. Dứt. Trời ơi, nó không vào luôn. Ôi ôi, vậy mà nó không vào. Cái nữa kìa. Trời ơi, lại vào tắt nữa. Thấy mẹ thằng nhỏ với ghe rồi. Trời ơi, nó vô mấy phát rồi nó ngưng lại. Giờ mình chơi một cái thẻ xanh nữa nha các bạn. Dứt. Rồi xong luôn. Nói là gì luôn. Không biết dùng từ gì để nói được rồi. Trời ơi, năm hai con nó đều sẽ khác hai con cũng giảm ăn. Trời ơi, đau như bò đá thiệt. Còn các bạn nào đang xem video, nếu thích video mình thì tiết cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Cũng như là các bạn thấy hai con này như thế nào, hãy cho mình xem biết ý kiến của các bạn để mà mình có nên đập lại hay không nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.